Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã cùng quay trở lại với kênh mua bán xe cũ chính hãng của nhóm xe cũ Văn Thắng và em là Minh Long. Ngày hôm nay thì em Long sẽ tiếp tục gửi tới cho anh chị một chiếc xe mới vừa về bên em. Đó là chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng một cầu. Xe được sản xuất 2013 anh chị nhé. Chiếc xe đi 108.000 cây anh chị. Xe này là xe quay đầu do anh chủ trước anh có mua tại Toyota Tân Cảng, và bây giờ nhu cầu sử dụng của anh không có nên là anh sẽ bán lại. Xe này thì gốc của nó ở Quảng Ngãi anh chị. Đợt đó thì em Long cũng là người bán chiếc xe này. Rất là may mắn khi mà anh khách cũng đã tin tưởng và quyết định là quay đầu cho đại lý bên em anh chị nha. Một chiếc xe rất là đẹp, đời 2013, mang nước sơn màu bạc. Thì về máy móc và động cơ thì bên em sẽ đảm bảo cho cô chú anh chị mình về chất lượng, nên là anh chị mình mua xe cũ tại hãng sẽ rất là yên tâm. Giá bán của chiếc xe này bên em đang chào bán là 416 triệu đồng. Xe thì mang nước sơn màu bạc, mới vừa về. Có những cái tình trạng bị trầy xước rất là nhỏ thôi anh chị, đó rất là nhỏ thôi. Thì những cái chỗ đó bên em vẫn sẽ cho làm đẹp lại, spa lại trước khi mà bàn giao tới cho anh chị nha. Cũ người mới ta đúng không ạ? Thì bên em luôn luôn cố gắng sẽ đem tới cho anh chị một chiếc xe nó hoàn chỉnh, nó hoàn hảo nhất. Ở phần vỏ xe thì anh chủ anh cũng đã cho thay 4 cái vỏ luôn anh chị. Cái hồi mà em bán cho anh chủ này thì là 80.000 cây, anh về anh chạy thêm được là 28.000 cây. Vỏ là anh cho thay mới hết anh chị nha. Đây anh chị coi cái dàn vỏ này, rất là dày. Những cái tình trạng trầy xước nhỏ nhỏ xung quanh xe thì nó không đáng kể ha. Phía sau này có một cái ốp viền đèn mà chrome. Thì thường những cái ốp đó bên em về sẽ cho tháo ra hết để bên em bót lại, làm đẹp lại cho anh chị mình. Dòng máy xăng một cầu này anh chị mình đi gia đình sẽ rất là ok. Với tầm giá khoảng 400 triệu thì anh chị lấy chiếc xe này em nghĩ là hợp lý. Rộng rãi, thoải mái, gầm cao. Rồi máy 2.7 đi rất là mạnh và cực kỳ là êm anh chị nha. Máy xăng thì đặc thù của nó đi rất là êm. Và đây là phần nội thất của chiếc xe. Ghế này thì đang là bộ ghế bằng da zin theo xe anh chị. Bộ ghế bằng da zin theo xe thì anh chị ngồi nó sẽ bền hơn và nó sẽ mát cái lưng hơn. Có được trang bị ghế lái chỉnh điện luôn anh chị mình nè. Ở trên vô lăng sẽ là bọc da ốp cổ ha. Xe này thì hồi xưa em bán nên là em biết được cái chất xe nó rất là đẹp anh chị nha. Màn hình là đầu DVD, vào số dê là chúng ta sẽ có một cái màn hình dê ở trên này. Cái màn hình này cũng là hồi xưa bên em Long tư vấn và anh chủ ảnh quyết định là thay. Hồi xưa của nó là màn hình zin anh chị. 108.000 cây. Chất xe là chuẩn gia đình anh chị nha. Phim cách nhiệt thì em thấy tình trạng nó vẫn đang còn rất là tốt anh chị này. Đây là phần hàng ghế sau của chiếc Fortuner 2013. Rất là sạch sẽ, bên em sẽ cho tháo ra và bên em vệ sinh khử khuẩn lại một lần nữa anh chị nha. Những cái dây xích beo này, bên em sẽ cho vệ sinh. Ở phía trên trần này thì anh chủ anh cũng đã bọc cho chúng ta một cái trần này là trần 6D anh chị. Có hai đường chỉ, tông màu nâu, khá là phù hợp với dòng Fortuner. Phía sau này sẽ là hai vị trí ghế ngồi. Fortuner thì là 7 chỗ anh chị nha. Nó sẽ chật hơn Innova một tí xíu. 416 triệu đồng là giá bán của chiếc Fortuner 2013. Cô chú anh chị nào mà đang cần tìm xe 7 chỗ gầm cao mà tầm giá dưới 500 thì chúng ta tham khảo qua chiếc này thử anh chị. Một chiếc xe rất là cứng và rất là đẹp. Bên em sẽ bao cho anh chị về vấn đề là hồ sơ ha. Xe này thì không còn hỗ trợ ngân hàng nữa anh chị nhé. Xe này đời 2013 thì hết hỗ trợ ngân hàng rồi. Nên là cô chú anh chị nào đang quan tâm thì chúng ta lấy tiền mặt chiếc xe này 416 triệu đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi video nhanh của em Long về chiếc Fortuner 2013 này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những chiếc xe sau ạ.